Để xác thực tài khoản, bạn hãy làm theo các bước sau. Bước 1. Mở app tương tác.tv. Bước 2. Đăng nhập tài khoản bằng Facebook. Bước 3. Khi đó sẽ có thông báo, hãy nhấn xác thực. Bước 4. Nhắn tin vào page đấu giá truyền hình gạch ngang tương tác.tv số ID của bạn. Cảm ơn bạn đã tham gia đấu giá truyền hình. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ cùng với chương trình.